Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức thời sự nóng, liên tục cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế trên kênh Tin Nóng Đất Việt. Cảm ơn quý vị đã luôn dành thời gian quý báu của mình để theo dõi chương trình. Và không để quý vị chờ đợi lâu, chúng ta cùng điểm qua những tin tức chính có trong chương trình. Số tiền thu lợi bất chính của Trịnh Sướng bất ngờ tăng 50 tỷ đồng. Quý vị thân mến, hội đồng xét xử đã trả hồ sơ để điều tra lại số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Trịnh Sướng. Sau khi điều tra bổ sung, cơ quan công an kết luận số tiền thu lợi tăng thêm gần 50 tỷ đồng. Nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra bổ sung vụ 39 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng. Theo kết luận điều tra bổ sung mới nhất, số tiền thu lợi bất chính của Trịnh Sướng là hơn 155,8 tỷ đồng, cao hơn kết quả điều tra cũ gần 50 tỷ đồng. Điều này trái ngược với bào chữa của luật sư cho rằng bị cáo Trịnh Sướng thu lợi bất chính ít hơn cáo trạng truy tố là 106 tỷ đồng. Cáo trạng ban đầu truy tố số tiền là 102 tỷ đồng. Trước đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên bố trả lại toàn bộ hồ sơ vụ án sản xuất mua bán hàng giả liên quan đến bị cáo Trịnh Sướng và 38 đồng phạm. Theo chủ tọa phiên tòa, việc trả hồ sơ là do hội đồng xét xử không thể bổ sung những tài liệu, chứng cứ cần thiết để phiên tòa do liên quan đến việc bị cáo Trịnh Sướng và các đồng phạm thay đổi lời khai trong buổi sáng cùng ngày. Hội đồng xét xử đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông điều tra, kết luận khối lượng xăng giả mà bị cáo Trịnh Sướng cùng đồng phạm đã sản xuất, mua bán. Điều tra, kết luận số tiền thu lợi trái phép mà bị cáo Trịnh Sướng, Nguyễn Thị Thu Hòa, Đinh Chí Dũng cùng các đồng phạm thu được. Như đã phản ánh, từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất mua bán hàng giả. Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Sướng cùng luật sư bào chữa và các bị cáo khác khai thêm một số tình tiết mới. Riêng bị cáo Trịnh Sướng bất ngờ thay đổi lời khai về công thức pha chế xăng giả. Ngoài ra, bị cáo cũng đề nghị làm rõ số tiền mà bị cáo thu lợi bất chính từ việc sản xuất, mua bán xăng giả. Bị cáo này nói chỉ thu lợi khoảng 500 đồng một lít xăng giả. Việc quy kết bị cáo thu lợi 800 đồng một lít là không chính xác. Theo cáo trạng, từ đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành triệt phá nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả tại Đắk Nông, Sóc Trăng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng có 39 bị cáo ở 11 tỉnh, thành phố bị truy tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Các bị cáo trong vụ án trên đã pha chế bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỷ đồng. Riêng Trịnh Sướng được xác định đã tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hơn 102 tỷ đồng. Đây được xem là vụ án có quy mô lớn nhất trong lịch sử tố tụng tỉnh Đắk Nông. Vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Tự nhận là người bị cách ly để lừa chiếm tiền ủng hộ. Quý vị thân mến, Đạt tự nhận mình là người tỉnh ngoài bị cách ly đến khi Bắc Giang làm việc để lừa đảo chiếm đoạt gần 4 triệu đồng tiền ủng hộ từ nhiều người. Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự Lại Xuân Đạt, 28 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, trong hai ngày 18-19 tháng 5, Đạt đã sử dụng tài khoản mạng xã hội mạo danh người khác để kêu gọi tiền ủng hộ. Năm thanh niên lấy lý do là người ngoài tỉnh vừa vào làm việc trong khu công nghiệp Đình Chám ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thì bị cách ly, không còn tiền để trang trải sinh hoạt và kêu gọi mọi người chuyển tiền vào tài khoản của mình. Công an xác định sau 2 ngày, số tiền nghi phạm lừa đảo chiếm được của người dân là gần 4 triệu đồng. Khách hàng hào hứng tour đi Mỹ tiêm vaccine dịch bệnh nhưng lo đường về. Quý vị thân mến, ngay sau khi một doanh nghiệp du lịch lữ hành ở thành phố Hồ Chí Minh phát pháo chào bán tour đi Mỹ tiêm ngừa vaccine ngừa dịch, thị trường du lịch sụp dịch có thêm một số đơn vị khác cũng tham gia sản phẩm này. Ngoài thị trường Mỹ, các công ty du lịch cũng đang nghiên cứu phát triển sản phẩm tương tự tới các quốc gia khác. Tuy vậy, du khách vẫn còn nhiều băn khoăn. Nhiều doanh nghiệp tham gia. Đại diện công ty du lịch Hồng Ngọc Hà Travel, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ vài ngày sau khi chào tour du lịch được khách Việt đi Mỹ tiêm vaccine ngừa dịch bệnh, đơn vị đã nhận cả trăm cuộc điện thoại hỏi tour mỗi ngày. Phản ứng của thị trường là cực kỳ tốt. Đại diện Hồng Ngọc Hà Travel nói và cho biết thêm, công ty đã nhận hàng trăm cuộc điện thoại chưa kể các kênh khác nhờ tư vấn về tour này. Theo giới thiệu, đây là tour du lịch Vacation, tức là đi du lịch kết hợp với tiêm vaccine ngừa dịch bệnh tại Mỹ. Gần 45 triệu đồng một tour một khách là giá chào bán cho hành khách một chiều, cùng 8 ngày 7 đêm. Đây là tour với thời gian tối thiểu dành cho du khách, chọn liều tiêm một mũi ngừa dịch bệnh của Johnson & Johnson. Dịch vụ bao gồm vé máy bay một chiều từ thành phố Hồ Chí Minh đi New York, Los Angeles hoặc San Francisco,
dịch vụ khách sạn và ăn sáng trong những ngày ở Mỹ, bảo hiểm du lịch quốc tế, bao gồm cả bảo hiểm dịch từ Việt Nam sang Mỹ. Trong trường hợp khách hàng có yêu cầu tiêm vaccine Pfizer, BioNTech hay Moderna, hai loại vaccine này cần phải tiêm 2 mũi với khoảng cách các lần tiêm từ 21 đến 28 ngày. Công ty trên cho biết sẽ có dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong thời gian khách lưu trú. Với tour này, mức chi phí khoảng 115 triệu đến 161 triệu đồng một người. Tuy nhiên, doanh nghiệp trên lại chưa đưa chi phí cho lượt về từ Mỹ về Việt Nam. Tương tự, đại diện công ty du lịch Tourco cũng cho biết đơn vị đang chào bán tour du lịch đi Mỹ tiêm vaccine trọn gói 250 triệu đồng từ thành phố Hồ Chí Minh bay đến Los Angeles, quá cảnh tại Hồng Kông và ngược lại. Tour kéo dài 24 ngày, phù hợp với liều vaccine 2 mũi, cách được kết hợp thời gian tự do để thăm người thân. Tour vẫn trong giai đoạn thăm dò, chúng tôi đang thử nghiệm và chuẩn hóa lại quy trình tour. Đây là tour du lịch nhưng liên quan đến sức khỏe, do đó các công tác chuẩn bị, dự phòng tình huống trong suốt hành trình tổ chức tour rất quan trọng. Ngoài ra, còn liên quan đến tình hình kiểm soát dịch bệnh, đại diện Tourco thông tin. Còn công ty du lịch Việt Mỹ cũng vừa đưa lên website của mình cho bán gói tour đi Mỹ tiêm vaccine và thăm thân nhân chọn gói với chi phí khoảng 227 triệu đồng cho tour kéo dài 30 đến 31 ngày với điều kiện cụ thể. Đường về, hãng tour cũng lúng túng. Các công ty du lịch đã sẵn sàng đón khách nhưng không ít người dân vẫn tỏ ra e ngại với hình thức đi du lịch kết hợp tiêm vaccine ngừa dịch này. Chị Thu Trang, ngụ thành phố Thủ Đức cho biết, gia đình chị có 3 người đều đã có visa Mỹ và cũng có nhu cầu sang Mỹ thăm người thân kết hợp với tiêm vaccine. Tuy nhiên, chị vẫn băn khoăn liệu có chuyến bay về hay không. Làm doanh nghiệp nên chúng tôi có thể linh động thời gian hoặc điều hành công ty từ xa. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ, nếu như không có chuyến bay về, chúng tôi bị kẹt bên đó sẽ thế nào? Chị Trang băn khoăn. Tương tự, chị Mây, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, có con đang du học bên Mỹ nên chị muốn mua tour du lịch vừa tiêm vaccine vừa thăm con. Tuy nhiên, chị Mây cũng băn khoăn việc Việt Nam chưa mở chuyến bay thương mại từ Mỹ về. Do đó, tôi không biết liệu việc đi về của mình sẽ được sắp xếp ra sao. Có ý kiến về vấn đề trên, ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng Giám đốc Lữ hành Sài Gòn Tourist cho rằng còn có khá nhiều lấn cấn với các tour đưa du khách đi nước ngoài, trong đó có tour đi du lịch Mỹ kết hợp với tiêm vaccine hiện nay. Thực tế, Mỹ không cấm các chuyến bay đến nên việc đưa khách đến Mỹ không khó. Các đối tác cùng với các đơn vị cũng sẵn sàng tổ chức tour và việc đăng ký tiêm vaccine cũng không quá khó khăn. Thế nhưng rào cản lớn nhất là các chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam phải đăng ký sớm mới có và có cũng chưa chắc du khách có thể lên máy bay như mong muốn. Được biết, rất nhiều doanh nghiệp chuẩn bị kỹ các phương án tổ chức dạng tour trên, nhưng đa số họ đang loay hoay không biết làm sao để đảm bảo thời gian khách về nước như mong muốn. Nếu khách bị kẹt ở nước ngoài, công ty du lịch lãnh đủ, ông Yên chia sẻ. Ông Lê Văn Trí, đại diện Hồng Ngọc Hà Travel cũng thừa nhận đến nay 95% thời gian tư vấn cho các khách du lịch tập trung vào câu chuyện về lại Việt Nam như thế nào. Điều này cũng cho thấy đây là thủ tục không dễ dàng. Ngay khi khách vừa xuất cảnh, bộ phận của chúng tôi cũng sẽ nộp các hồ sơ đúng quy trình để khách kịp về nước trên các chuyến bay hồi hương. Việc khởi hành tour cũng dựa trên các tình hình kiểm soát dịch trong nước cũng như hiện nay chưa phải là thời điểm thích hợp, ông Trí nói. Ngày bầu cử đặc biệt trong khu cách ly. Quý vị thân mến, khi đang cách ly tập trung, hàng chục cử tri tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam trải qua lần bỏ phiếu đáng nhớ trong đời. Chưa kết thúc thời gian cách ly 21 ngày nên hôm nay 1.600 cử tri đang cách ly tập trung tại tỉnh Quảng Nam bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu cách ly. Tại khu cách ly tập trung trường tiểu học Lương Thế Vinh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, có 48 cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Hội đồng Nhân dân huyện Thăng Bình. Ông Huỳnh Tấn Quỳnh, xã Bình Tú, huyện Thăng Bình cho biết dù đã nhiều lần tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, song đây là lần bầu cử khá đặc biệt và có lẽ là đáng nhớ nhất của cuộc đời ông. Hôm nay là ngày cách ly thứ 11 của ông Quỳnh. Những ngày qua, ông thường xem thông tin của các ứng cử viên trên bảng thông tin trong cơ sở cách ly để nghiên cứu, tìm ra người tài giỏi để bầu. Dù đang cách ly tập trung, nhưng chúng tôi vẫn được thực hiện quyền công dân của mình. Chúng tôi rất vui mừng và sẽ nghiêm túc bầu cử theo đúng hướng dẫn. Người dân mong các đại biểu trúng cử sẽ có trách nhiệm lo cho dân, đất nước, đặc biệt tham gia khống chế và dập tắt đại dịch, ông Quỳnh nói. Tại khu cách ly, các cử tri đã được lực lượng phòng chống dịch hướng dẫn phát phiếu bầu cử. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã gửi phiếu bầu cử về cho địa phương để xác nhận, lên danh sách và chuyển vào khu cách ly để người dân có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Thời gian bỏ phiếu cũng rải rác đều các khung giờ trong ngày để tránh tập trung đông người cùng thời điểm. Tại Nghệ An, các cử tri là F1 của bệnh nhân 3098 tại thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tham gia bỏ phiếu bầu cử vào sáng ngày 23 tháng 5. Để bầu cử tại khu cách ly y tế tập trung tại một khách sạn ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai có 51 cử tri. Trong đó có 43 công dân là trường hợp F1 được cách ly từ ngày 6 tháng 5 và 8 người là cán bộ quân sự, công an, y tế thực hiện nhiệm vụ tại đây. Khu vực bầu cử của khu cách ly y tế
tập trung các thành viên tổ bầu cử mặc đồ bảo hộ. Ở điểm bầu cử có đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn, có bàn phát biểu, ghi phiếu, bỏ phiếu và đóng dấu đã bỏ phiếu được bố trí theo quy trình một chiều. Để tham gia bầu cử ngay tại khu cách ly, những người đang thực hiện nghĩa vụ phòng chống dịch tại đây được tham gia đầy đủ, phấn khởi, hăng hái. Ông Hoàng Văn Lưu, 59 tuổi, ngụ thị xã Hoàng Mai bày tỏ: "Tôi rất vui và cảm động vì trong điều kiện cách ly vẫn được tham gia ngày hội toàn dân và cập nhật đầy đủ các thông tin của các ứng cử viên." Theo thống kê của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, tổng số cử tri của Nghệ An là trên 2,2 triệu người, trong đó có hơn 42.600 cử tri của các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông đã bầu cử sớm vào ngày 21 tháng 5. Tại Thừa Thiên Huế, công tác bầu cử tại khu cách ly T4 tại trường nghiệp vụ thuế xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế cũng được thực hiện một cách riêng biệt. Tổ bầu cử trong khu cách ly mang những lá phiếu đến trao cho cử tri và mang hòm phiếu đến từng phòng để họ thực hiện bỏ phiếu. Mặc dù bầu cử trong điều kiện phải cách ly tập trung, song mọi người đều tỏ ra vui vẻ và thực hiện nghĩa vụ của người công dân một cách nghiêm túc, đảm bảo an toàn. Để đảm bảo an toàn phòng dịch tuyệt đối ở các khu cách ly tập trung tại Đà Nẵng, tổ bầu cử được phòng hậu chuẩn mang thùng phiếu đến từng phòng của cử tri thuộc đối tượng F1 để họ thực hiện quyền công dân. Tại điểm cách ly ở khu nhà của công nhân, khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có 130 trường hợp F1 đang được cách ly. Sáng ngày 23 tháng 5, 4 thành viên trong tổ bầu cử số 3, phường Hòa Thọ Tây được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế vào khu cách ly để tổ chức bầu cử. Ông Võ Linh Thể, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân quận Cẩm Lệ, phụ trách điểm cách ly khu nhà ở công nhân, khu công nghiệp Hòa Cầm cho biết, ngoài 125 trường hợp F1 đủ tuổi cử tri thì còn có 9 cử tri khác là nhân viên y tế và người phục vụ ở bên trong khu vực cách ly. Tổ bầu cử đi đến trước cửa các phòng để đảm bảo người cách ly không ra khỏi phòng mà vẫn thực hiện được quyền công dân. Tổ bầu cử đã được phòng hậu chuẩn. Chúng tôi không để cử tri thuộc trường hợp F1 ra khỏi phòng để đề phòng nguy cơ. Sau khi cử tri nghiên cứu thực hiện quyền bầu cử, họ đến trước cửa phòng bỏ phiếu. Đến cuối ngày, chúng tôi sẽ mở niêm phong thùng phiếu và xử lý sát khuẩn bằng máy khử khuẩn tia cực tím rồi kiểm phiếu tại đây, ông Thể cho biết. Toàn bộ quá trình bỏ phiếu bầu cử được giám sát bằng camera đặt ngoài hành lang. Tính đến trưa ngày 23 tháng 5, đã có hơn 66% cử tri đi bầu tại 1.298 tổ bầu cử trên toàn địa bàn tỉnh Long An. Trong đó, tất cả các tổ bầu cử có các cơ sở cách ly tập trung đã hoàn thành công tác tổ chức bầu cử cho cử tri. Đối với các địa phương có cử tri cách ly tại nhà, tổ bầu cử sau khi tổ chức bầu cử xong, ở các khu vực bỏ phiếu chính sẽ sắp xếp tổ chức để những cử tri này thực hiện quyền bỏ phiếu. Bên cạnh đó, lực lượng công an, quân sự trên địa bàn tỉnh cũng đã hoàn tất việc bỏ phiếu với tỷ lệ 100% ngay trong sáng cùng ngày. Ủy ban bầu cử tỉnh Long An cũng ghi nhận có 50 doanh nghiệp hoạt động trong ngày bầu cử đã chủ động xây dựng lịch trình, thời gian để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Bên cạnh đó, một tin khá vui liên quan đến dịch bệnh đối với địa bàn tỉnh Long An là đến trưa cùng ngày, thông tin từ CDC Long An cho biết, tất cả 67 trường hợp F1 ở Long An đã từng đến trung tâm y khoa Medic số 254 Hòa Hảo, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ 8 đến 14 giờ ngày 19 tháng 5 đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus. 445 trường hợp F2 liên quan đến số F1 này qua kiểm tra nhanh cũng đã cho kết quả âm tính.